ngày 4 tháng 10, đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cũng đã bắt giữ khẩn cấp lại tướng San, 32 tuổi, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của người dân tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Trước đó, vào ngày 26 tháng 9, nhận được thông tin của người dân bị một thanh niên lạ mặt đi xe không biển số cướp giật tài sản là một điện thoại di động tại trước số nhà 236 Trần Cao Vân, công an quận Thanh Khê đã tổ chức lực lượng xác minh truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã nhận định lại tấn sang tạm trú tại phường phước mỹ quận sơn trà có những đặc điểm tương đồng với thủ phạm nên tổ chức theo dõi giám sát đến ngày 3 tháng 10, khi đối tượng xuất hiện trên địa bàn liền bị các trinh sát ập vào bắt giữ tại cơ quan công an sang thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật điện thoại của một phụ nữ đi đường đem về cầm cố lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân qua thử test sang dương tính với chất ma túy hiện công an quận thanh khê đã thu hồi được tăng vật là một chiếc điện thoại và tạm giữ đối tượng để phục vụ đấu tranh mở rộng vụ án